rồi con, khi nào con về vậy con? Dạ dạ chắc 30 con mới về má. Rồi hổm rài ở trển mới ổn không? Dạ dạ con ổn mà má, con ổn má yên tâm nha. Vậy ha. Dạ dạ, nhưng mà má ơi bây giờ con có đồng nghiệp gọi con để đi họp rồi má, nên là thôi nói chuyện má nữa nha. Dạ dạ dạ.